Thì Dương xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên cho Thì Dương gửi lời chào lời chúc sức và an toàn tại quý vị. Quý vị biết không, khi mà Thì Dương ngồi ở tại Nó Quy này đó, khi mà Thì Dương nhìn thấy những cái tấm hình này nè, tự nhiên trong lòng của mình nó có một cái cảm xúc rất là dạt dào. Tại vì Thì Dương được sinh ra và lớn lên ở một cái vùng nông thôn, thì những cái con đường như thế này nó gắn liền với tuổi thơ của Thị Dương. Và cái việc mà hình ảnh của của, của người dân ăn mặc như thế này nè, nó làm cho Thì Dương nhớ quê hương, đó, nhớ là nhớ như vậy có những người phụ nữ quần ống xăng ống xả ha rồi họ chân chất thật thà rồi hai bên hàng cây ví dụ cái bông bụp này kia nọ thì đó cũng làm cho thị dương nhớ thì thị dương tìm thấy có một cái nội dung cũng khá là hay thì dương nghĩ là thị dương nên chia sẻ cùng với bà con nếu quý vị cảm thấy đồng lòng đồng tình với những gì mà nội dung này đưa ra thì quý vị vui lòng nhấn dùm cho thị dương cái like nha cảm ơn quý vị trước thì cái nội dung này nói cái gì quý vị nội dung này nó nói về cái chuyện là cái 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 ứng xử mà người miền Bắc đó sau này đó bắt 75 sau này khi vô miền Nam cần phải học để mà có thể sống, có thể thích nghi, có thể hội nhập được với văn hóa của miền Nam. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những ý kiến than tiền liên quan tới văn hóa ứng xử của người miền Bắc trong đó nổi bật phải kể đến sự khó chịu của cộng đồng tài xế Grab, Uber trong quá trình phục vụ khách của họ là một người miền Nam đó thì mình xin phép được soạn ra một cảm năng nhỏ để người miền Bắc có thể tham khảo và có lối ứng xử phù hợp hơn giúp người miền Nam giảm bớt cái ác cảm đối với những người miền Bắc dĩ nhiên đây chỉ là khuyến nghị các bạn cảm thấy khó làm quá thì có thể chọn phương án không vào miền nam thực sự ra thì dương coi nhiều cái video của quý vị của vị cộng đó, của những người bắc mà sau này vô miền nam đó, trời ơi thì dương chịu không nổi thì dương bị sốc văn hóa sốc thật sự luôn đó. cái thứ nhất là bạn không nên xưng ông mày bố mày với bất cứ ai kể cả với người miền bắc ở miền nam giống như bạn kiểu xưng hô đó không gây được thiện cảm với người miền nam cái thứ hai là khi gặp ai đó nếu chưa chắc chắn họ nhỏ tuổi hơn bạn thì nên gọi bằng anh hoặc là chị nếu đối phương cũng gọi lại bạn bằng anh chị đó là lịch sự xã giao kiểu miền nam bạn nên xưng hô lại bằng anh chị tiếp đừng thấy người khác gọi mình bằng anh mà gọi ngay họ là em đó là phép lịch sự ở miền nam thật sự ra đó quý vị khi mà thùy dương sang na uy đó thùy dương cũng bị sốc nữa tại vì khi mà thùy dương đến đây thùy dương tiếp xúc với rất là nhiều bác chú lớn tuổi các vị đó đã sống trong thời việt nam cộng hòa và lạ một điều là thùy dương bằng tuổi con bằng tuổi cháu của những vị đó mà khi nói chuyện là các vị đó luôn xưng hô thùy dương gọi là thùy dương là cô hoặc gọi thùy dương bằng chị ví dụ như quý anh chị để ý học giả đổ thông minh đó là cho dù là học giả 80 tuổi hơn rồi nhưng mà trong cái những cái buổi mà phát trực tiếp chung với thùy dương là hầu như học giả đều gọi thùy dương là chị chứ không có uh, không có cái kiểu xưng hô giống như ngày hôm nay mình để ý cho nên thùy dương bị sốc ấy tại sao bác lại kêu con bằng chị không nhưng mà cái đó là cái giáo dục của người miền nam ngày trước nó như vậy ạ à. Nếu bạn là nam gặp nam giới nhỏ tuổi hơn, gọi là em sẽ tạo được thiện cảm hơn kêu bằng chú. Người miền Nam không thích kiểu anh nói cho chú mày biết nhé. 4. Là bạn nên tập cảm ơn và xin lỗi theo phản xạ. Điều đó không làm cho vị thế của bạn thấp xuống, nó chỉ giúp bạn lịch sự và văn minh hơn. 5. Trước khi sử dụng Uber và Grab nên tìm hiểu kỹ những vấn đề có thể xảy ra khi Sài Gòn trở nên xấu xí trong mắt bạn chính là vì bạn chứ không phải vì Uber, Grab hay tài xế Uber, tài xế Grab. Bạn nên tôn trọng người làm dịch vụ sẽ rất là nực cười nếu ở quê nhà các bạn được phục vụ kém vào miền Nam được phục vụ tốt hơn và bạn nhân cơ hội đó bắt chẹt người phục vụ để chứng tỏ đẳng cấp của bản thân hay vì lý do gì khác. 7 người miền nam không phân biệt nghề nghiệp sang hèn người thợ cơ khí hay nhân viên văn phòng cũng đều bình đẳng như nhau nếu bạn vào đây với tâm thế khinh thường người miền nam bạn sẽ chỉ có thể sống trong phạm vi họ hàng bạn bè của bạn chứ rất khó tận hưởng được hết cái vẻ đẹp tinh thần của sài gòn nói riêng và miền nam nói chung tám là đi ngoài đường khi thấy ai chiêu đá chống xe nếu được bạn nên nhắc nhở họ, đó là văn hóa miền Nam. 9. Đi đường gặp người té xe, nếu thuận tiện bạn nên dừng xe, khóa lại và giúp đỡ người bị nạn. Nếu không có ai giúp, người đó sẽ không được ai giúp. Người người giúp đó có thể là bạn. Giúp cho đời một chút sẽ khiến bạn thêm nhẹ nhàng vì đã làm được một điều tốt. 10. Bạn nên nói chuyện vừa đủ nghe việc ăn to nói lớn oan oan như ở quê nhà sẽ không tạo được cái thiện cảm đặc biệt là ở nơi công cộng không phải ai cũng có nhu cầu nghe về các dự án mấy ngàn cây vàng mấy trăm tỷ của bạn 11. nếu được đó nên học cái các cái từ vựng của miền nam như nón thay cho mũ không dư thay cho thừa muốn thì thay cho thìa không nên gọi ngôi số 3, số nhiều là bọn này, bọn kia. Người miền Nam cũng không mấy thiện cảm về cái đó. Số 12 là đừng có đội cái nón cối. Biểu tượng này không gây ấn tượng gì đặc biệt ngoài sự chê cười mà người miền Nam dành cho bạn. Khi tới nhà bạn bè người miền Nam chơi đó, nếu được mời ăn cơm, thì bạn hãy ăn uống một cách tự nhiên. Người miền Nam mời ăn cơm là mời thật, chứ không phải là mời lơi. 14. Ở ngã tư, bạn nhớ dừng đèn đỏ. Ra đường nhớ đội nón bảo hiểm đầy đủ. Ở đây, người chạy xe đầu trần bị coi như sinh vật lạ, chứ không phải như ở Hà Nội. Tất nhiên nếu bố bạn hoặc chú bác của bạn có phạm vi ảnh hưởng đến miền Nam, thì bạn có thể bỏ qua điều này. 15. Người miền Nam ít nhiều điều có liên quan tới bên thua cuộc cho nên có thể bạn sẽ nghe tiếng chửi cộng sản đâu đó ở vùng đất này Bạn nên chấp nhận điều đó Đó chỉ là hiện tượng phản kháng lại cái sự hại nhục Mà chế độ cộng sản đã dành cho phe thua cuộc trong sách lịch sử Phương tiện, truyền thông, đại chúng và định kiến xã hội mà thôi Khi làm bất cứ điều gì phạm pháp đó Hãy nghĩ tới gia đình bạn Quê hương bạn Và vùng đất bất kỳ của bạn Người Hàn Quốc cũng đã phải chế tài các địa phương miền Bắc với danh sách rất là chi tiết nên bạn cần phải thận trọng với những gì mình làm. 17 là hạn chế chửi địch mẹ vì đó là một từ gây ác cảm với người miền Nam. Đó có thể là nỗi ám ảnh trong ký ức của người mẹ buôn gánh bán bưng bị nhóm cho vai nặng lãi giang hồ đất cản hâm dọa vì gốc trễ hay tiếng của cán bộ tiếp quản Sài Gòn sau 75 trong trạng thái hống hách của người chiến thắng. 18 là hãy thân thiện, nè cởi mở, thành thật với người xung quanh. Nếu cảm thấy không an toàn với chính người Bắc, bạn hãy chơi với người Nam và tập sống giống 19. Sài Gòn là đất tứ xứ, cư dân phức tạp. Đừng thấy cướp giật ở Sài Gòn rồi so sánh nó với nét yên bình ở quê của bạn. Nếu Sài Gòn cũng yên bình thì nó có phải là nơi lý tưởng để kiếm sống khiến biết bao nhiêu người đã đổ về đây học hành rồi ở lại. 20. Hãy coi người miền Nam ngang hàng, bình đẳng với bạn. Các bạn không phải là tổ tiên của người miền Nam. Tổ tiên của người miền Nam đã từng sống gần với tổ tiên của các bạn. Nhưng vì hoàn cảnh họ đã vào miền Trung, lai với người chăm. Rồi sau đó, con cháu họ mới vào miền Nam. Kết hợp với người Khmer và người Hoa Minh Hương để tạo ra người miền Nam. Nếu tổ tiên của các bạn cũng đi theo tổ tiên của tôi, thì bây giờ các bạn đã ở đâu đó Đồng Tháp, Cà Mau, Tiền Giang hay Sài Gòn, chứ không phải là một công dân mới của thành phố lớn nhất đất nước. 21. Khi bạn tranh cãi một vấn đề gì đó, cần hiểu lý lẽ và có điểm dừng. Tật xấu nhất của các bạn là khi tranh cãi thì muốn thắng cho bạn được. Bất chấp lý lẽ, nhiều khi sẵn sàng bịa chuyện nói dối để đạt được cái mục đích điều đó ngăn cản các bạn đến 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 với văn minh cũng như cơ hội tái tạo lại thế hệ tiếp theo sau hơn nửa thế kỷ sống với chế độ cộng sản cảm ơn là đủ không cần thiết phải cho em anh chị bác xin sau khi nhận được một cái gì từ ai đó bớt khách sáo sẽ thoải mái hơn đó thì Thùy Dương cảm thấy cái nội dung này rất là hay Thùy Dương tính của mình không có lòng vòng Ví dụ như Thùy Dương kêu à, Anh là ăn cơm với tụi em Thùy Dương kêu một tiếng à Là ăn cơm Không có khi nào mà Thùy Dương năn nỉ Ờ kêu nói không, không ăn thôi Hỏi anh uống nước không Nói không anh uống nước là rồi, rồi xong Tại vì mình không có cái kiểu như Cái người miền Nam là vậy Nói ăn là ăn Uống là uống Làm là làm Còn không làm thôi Chứ không có kiểu mời lơi không oh, anh uống đi còn anh không uống đó là cái quyết định của anh còn mời anh tới ăn cơm là anh tới ăn cơm chứ không phải mời lời giống như vậy đó thì những cái thông tin này thì dương cảm thấy nó rất là hay đó cái văn hóa vùng miền nó khác nhau rõ rệt giữa bắc và nam tại vì sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì Việt Nam đã bị chia thành hai vùng, hai quốc gia khác nhau. Và một bên thì được cai trị, bị cai trị bởi chủ nghĩa cộng sản và một bên thì theo chủ nghĩa quốc gia theo cái cái hướng tự do cho nên nó cái lối giáo dục nó cũng khác và dẫn tới cái cái hành vi ứng xử cũng khác nhau giữa hai miền đó dạ yeah. rồi thì dương cảm ơn quý vị thì dương xin dừng cái video này lại ở đây chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị